Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, sáng ngày 29 tháng 9 năm 2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam-Trung Quốc tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Kỳ họp lần này được tổ chức có ý nghĩa rất quan trọng và hết sức kịp thời nhằm quán triệt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Một số nội dung quan trọng được thảo luận trong kỳ họp lần này gồm tiếp tục tăng cường hợp tác, đảm bảo thông quan thông suốt tại các cửa khẩu, phối hợp phân luồng, thông quan hiệu quả tại các cửa khẩu biên giới, hoàn thiện cơ sở hạ tầng cửa khẩu biên giới, không ngừng nâng cấp, cải thiện hạ tầng của cửa khẩu biên giới, thúc đẩy mở cửa thị trường cho nông sản của Việt Nam, thúc đẩy khai thác các tuyến container đường sắt, cùng nghiên cứu mô hình mới để triển khai khu hợp tác kinh tế qua biên giới, thúc đẩy việc thành lập văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đưa ra một số nội dung nhằm mở rộng và tạo thuận lợi cho hoạt động hợp tác kinh tế thương mại song phương, như tăng cường hợp tác đầu tư và chuỗi cung ứng bao gồm hợp tác kinh tế số, phát triển xanh, hợp tác khu công nghiệp, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, chính sách hỗ trợ tiêu thụ xe điện, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại gồm thương mại điện tử xuyên biên giới, hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn phòng vệ thương mại và tăng cường hợp tác đa phương khu vực. Nhân dịp này, hai bên cùng trao đổi một số nội dung về tình hình hợp tác, đàm phán gia nhập, nâng cấp và thực thi các cam kết trong khuôn khổ đa phương như ACFTA, RCEP. Kỳ họp lần thứ 13, Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam-Trung Quốc đã diễn ra trên tinh thần hữu nghị, chân thành và cởi mở. Hai bên đã trao đổi thẳng thắn các vấn đề mà mỗi bên quan tâm và đã đạt được nhiều đồng thuận quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Trung Quốc trong thời kỳ mới.